Bùi Thị Huệ. À, như vậy con bị phá thai hay là sao ạ? Mẹ phá thai bỏ con á. À, mẹ phá thai con lâu chưa? Dạ lâu rồi. À, như vậy lúc đó con bao nhiêu tháng tuổi? Con còn nhỏ xíu à, chút xíu à. Dạ. Yeah. Ồ, như vậy khi mẹ con phá thai như vậy con có oán hận mẹ con không? Dạ con oán hận lắm á. Ồ, vậy đó hả? Con chua hận lắm á. Dạ. Bây giờ mẹ con khi xưa không có biết cái nghiệp nhân phá thai như thế nào, mẹ con nói giết hại con như vậy, giờ con thù hận mẹ con, bây giờ mẹ con bệnh hoạn như vậy thì con nên cởi mở oán thù và con thành tâm hỗ trợ cho mẹ con. Con niệm Phật với mẹ con như vậy con thấy được không? Dạ con xa xứ cho mẹ con lâu rồi. Con xa xứ cho mẹ con cùng ở đây tu với mẹ con không oán hận mẹ con nữa. Dạ rồi chứ mẹ bình á, con cùng mẹ con tu hành, con nhờ mẹ con đến Phật biết Phật pháp đây, đến cho tỉnh thức có quốc đây giúp xây giấc nhàn đây nhà tu hành, nhờ cả hàng ngày mẹ con sám hối và khích lệ con mới tỉnh giấc, con không có xù quán nữa. Dạ. Con gắng con tu với mẹ con đừng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc A Di Đà, tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Con không có oán hận mẹ con nữa. Ờ, con ngoan quá. Chú Sơn, hằng ngày chú Sơn đâu cũng cầu nguyện cho con, chú Sơn nhắc nhở cho con, chú Sơn độ cho con. Ờ, lạ quá, chú Sơn rất là từ bi ha, độ cho con. Giấc nhàn nữa là thầy giấc nhàn. À, sư phụ giấc nhàn đó từ bi đúng không? Thầy giấc nhàn là minh sư á, đợi cho chúng con tất cả chúng sanh và chúc sanh muôn loài hữu hình và vô hình, chúng con ở đây đủ hết tất cả mà thầy chức nhàn đắc độ lắm mà. À, con ngoan lắm, sư phụ chức nhàn đó là đức độ, sẽ độ tất cả những thai nhi như con ha. Được minh sư, con gặp được thầy rồi, mẹ con đi đúng đường rồi, để cho con thu, con không quá hận mày rồi, con nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngày nào con cũng nguyện mà Đức Phật A Di Đà mau tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc nữa. Ồ, như vậy mẹ con có đặt tên cho con chưa? Mẹ con đặt rồi. Tên con là gì? Dạ Bùi, Trần Bùi Tâm Tịnh. À, thầy chức nhàn đặt cho con là pháp danh Dư Âm Liên Tịnh. À, Trần Bùi Tâm Tịnh, pháp danh là Dư Âm Liên Tịnh đúng không? Dạ. Ờ, như vậy sư phụ giác nhàn đặt tên như vậy con thích không? Dạ thích, cho con mừng lắm, con thấy thầy là con mừng dữ lắm á. À, con thấy thầy lúc nào? Con thấy gặp con khóc, con khóc hoài luôn á. Con gặp thầy chứ. Con gặp thầy sư phụ giác nhàn, con gặp sư phụ giác nhàn lúc nào? Hồi đó mẹ lên đây, trong có hình đĩa nữa. Con cũng mừng lắm á. Lắm phải không? Chú giống như mẹ lên đây à, trừ con biết Phật pháp với con trừ ông không biết nữa, con quậy mẹ con là lắm. Trước đây khi con chưa biết Phật pháp thì con hành hạ, con án thù, con quậy mẹ con nhiều lắm phải không? À, bây giờ con biết rồi, do chú Sơn khai trị, chú Sơn ngài độ cho con dữ lắm, chú Sơn đức độ lắm, chú Sơn từ bi xả dữ lắm luôn á, chú Sơn độ cho con dữ lắm luôn á. Thầy cũng vậy nữa, con mang ở đây chú hiền chú hiếu của ai cũng Bồ Tát hết trơn, con gì làm phạm phu ngu dốt mà nhà Phật. Dạ. Ờ, con nói rất là thương ha, như vậy là con không còn oán hận mẹ con mà con quyết chí niệm Phật đi vãng sanh đúng không? Dạ, con xin Phật A Di Đà sớm tiếp dẫn con về Tây Phương Cực Lạc, tặng con nương nguyện lực A Di Đà, nguyện lực mười phương chư Phật Quan Âm Thế Chí, con tu hành thành Phật đạo xuống cõi Tây Lai cõi Ta Bà này độ cho chúng sanh nữa. A Di Đà Phật. Con ngoan quá, con giỏi lắm, con nói đền ơn cho thầy giấc nhàn của con nữa đó. Đền ơn cho sư phụ giấc nhàn ha. À, con rất là ngoan. Đó. Hữu hình và vô hình nữa, thầy độ tất cả chúng sanh đây dữ lắm. Con đội ơn thầy, con ở đơn tất cả với chú và con gắng tu. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con cảm ơn chú nha. Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, con cảm ơn chú, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ờ, chào con. À, cô Huệ phải không ạ? À, nãy đứa con bị phá thai của cô mới nhập vô, cô thấy không? Dạ biết, tại vì nó ở nương trong thân con á. À, đứa con thai nhi này nó hay nhập cô và người cô không? Dạ nó thường xuyên luôn, nó ở trong thân con luôn. Nhưng là nó không phải một đứa trẻ nữa khác nữa, nó nhập ra nhập vào. Mà có thể nó ở, nó nương trong cái thân con luôn đó. Nó ở trong người cô luôn đó hả? Nó nương trong thân con luôn. Vì sao cô lại phá em bé thai nhi này vậy, cô nói cho mọi người biết được không ạ? Con cũng vô minh, con không biết. Tại vì nhiều khi nói tới kỳ đó, rồi không ấy, rồi mình nghèo mà. Rồi cái bắt đầu nói cứ đi chỉnh quyết vậy thôi, chứ là một chừng nửa tháng mà không có vậy thôi đó. Thì con cũng hỏi thôi, có gì không này kia, nó có phải tội gì không? Nhiều khi con hỏi cái mấy
bác sĩ mới mà mụ nói không có gì đâu, tại vì cục huyết nhỏ mà đâu có thành hình gì đâu mà sợ mà phải giết người đó. Rồi con qua đó ấy, giờ khi đó mình nghèo khổ vậy đó chú. Nhân Chánh vừa nghe cô nói rằng bác sĩ nói là chỉ là một cục huyết nhỏ nên không đáng kể. Thực ra em bé thai nhi vừa rồi nó nói là nhỏ xíu, tức là khi mà có một hợp tử như vậy đã mang dáng dấp một cái thần thức như vậy cũng là một mạng người rồi, như vậy mình giết cũng là một cái giết hại một sinh linh vô tội. Như vậy thì nhân đây cô có thể nhắn nhủ với mọi người về vấn đề phá thai như thế nào ạ? Hôm nay trên đây trên màn hình này con cũng thành tâm trước sám hối với thai nhi con của con, và hôm sám hối tất cả những cái việc là tội lỗi con làm. Thì con nhắn nhủ mấy phụ nữ, anh chị em, cô bác phụ nữ đừng nên phá thai nữa. Phá thai là nó oán hận về sau, đủ thứ hết trơn, nó làm cho mình đủ thứ bệnh hoạn, rồi nó thù ghét mình, là đến quán thù làm cho mình đau đớn và vào đường cùng, là bệnh hoạn đủ thứ hết trơn. Cuối mong các anh chị, cô bác, chị em đừng có phá thai giống con vậy đó. Để vô minh với con nữa, giờ giác ngộ đi, biết đi, đã biết rồi thì đừng có nên phá thai nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cô Huệ nói rất là hay ha. Cô nói rằng bây giờ mình không nên phá thai vì cái nghiệp này nó để lại hậu quả rất là lớn. Tất cả những chị em phụ nữ đều gánh cái hậu quả rất là thê thảm do cái nghiệp phá thai này. Như nãy những Chánh cái hỏi đứa con của cô đó, nó nói rằng không còn oán hận mẹ cô, không còn oán hận cô nữa. Bởi vì nhờ sự chỉ dạy của sư phụ Giác Nhàn và sự nhiệt tình của mấy chú trong ban hậu niệm hướng dẫn, đặc biệt là chú Sơn, chú Hiếu và đứa em bé thai nhi hồi nãy, nó đã tinh tấn tu hành và quyết chí vãng sanh. Như vậy Nhuận Chánh hỏi thêm một cô một câu nữa rằng khi lúc còn sống cô gây cái nghiệp sát sanh heo hay là như thế nào, cô nói mọi người rõ được không ạ? Dạ, con chồng con đi mua heo vô chuông giường, mua heo về mà như là sang mối lớn á, còn khi mà còn lại thì con đi kiếm mối rằng con mổ như là một vài con vậy thôi, còn nếu mà sang hết rồi ấy, thì không có mổ. Là con nhiều cũng như là trực tiếp và gián tiếp vậy đó chú ơi. Vì sắc xanh thì mình vì miếng cơm manh áo, mình có cái việc gì mà có tiền nhiều thì mình làm à. Mình vô minh mình đâu có biết. Tới giờ cô chú biết không, con cả năm mấy nay bị thọ huyết như vậy nè. Còn chồng con tự nhiên hộc máu ra, tự nhiên cái máu hỏng hộc ra vậy đó. Không. Tới giờ còn sống mà con kêu gắn tu mà không chịu tu. Tức là cô nói chồng cô do cái nghiệp sát sanh mà máu trong mình nó cứ học ra như vậy. Mà bởi vì xưa kia cô thì tạo rất là nhiều nghiệp, nghiệp sát sanh heo rồi nghiệp phá thai. Như vậy những cái nghiệp này nó sẽ nạ cô. Bây giờ cái bệnh hoạn cô cụ thể như thế nào ạ? Dạ con lâu lâu nó cũng hành hạ con thê thảm luôn. Dạ cái bệnh này nè, cái bệnh tử cung của con đó. Lâu nó ra huyết á. Dạ nó ra huyết hoài với con. Con mệt mỏi, tao nói chết không chết, sống đi vô dẫn sanh vài ngày ra tỉnh táo rồi gài ra ăn uống rồi bắt đầu có sức khỏe rồi bắt đầu vài bữa làm nữa. Cô phòng hộ niệm rồi tỉnh táo rồi ra lại, máu trong người ra rất là nhiều. Khi xưa mình giết heo sao máu trong người heo như thế nào, giờ máu trong người mình ra cũng như vậy phải không ạ? Cũng không có hiểu rõ nhân quả. Vậy thì cô mặc dù là bệnh hoạn như vậy, cô không muốn hết bệnh mà muốn vãng sanh đúng không? Dạ con muốn về với Phật, con muốn vãng sanh hàng ngày, con tha thiết niệm Phật đang về với Phật A Di Đà thôi. Cõi ta bà này có khổ lắm, không để mình ở đây mình tạo nghiệp thêm chứ làm gì đó. Mình biết Phật pháp, mình biết quê hương cực lạc là đâu, A Di Đà là mình đi về rồi. Hồi xưa mình không biết từ đâu mình sanh đến chết đi gì này đâu, giờ mình biết rồi, mình quyết chí tha thiết chân thành niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương cực lạc, xin Phật A Di Đà tới khi mạng báo thân mình cho mình được vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Hay quá cô. Cái chùa tại đây Đức Thích Chất Nhàn này cô mang chúng con cũng tha thiết hàng ngày ra tha thiết đặng niệm Phật. Con nguyện được vãng sanh Tây Phương cực lạc. Con trả ơn cho đại Đức Thích Chất Nhàn cô mang chúng con. Dạ. Cô nói câu rất là hay. Cô Huệ nói với chúng ta rằng thế giới tại bà nếu là nó đau khổ, bệnh hoạn, ốm đau, rồi những cái nỗi khổ của chúng sanh căn bản là sinh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ. Cô chán ngán cõi ta bà này đến tột cùng và muốn sớm vãng sanh chứ không lưu luyến một chút nào ở thế giới này hết. Như vậy tâm nguyện chí thành của cô chắc chắn rằng sẽ cảm thông được cái nguyện lực của Phật A Di Đà với sự tha thiết niệm Phật ngày đêm, chắc chắn rằng Phật không bỏ cô. Như vậy thì ngay bây giờ Phật xuống rước liền, cô Huệ đi liền không? Dạ đi liền, con đi liền, con mừng dữ lắm, đi liền á. Con cũng đi liền nữa chú. Con đi liền, con xa xiết con đi liền nữa đó. Con là em bé thai nhi nãy đó hả? Con tên gì? Con tên gì vậy? Quên rồi. À Liên Tịnh. Nãy con mới nói chuyện với Nhuận Chánh đúng không? Con muốn đi liền phải không? Con đi liền cũng tha thiết với Phật A Di Đà. Tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc, con gắng tu
con gắng con cung thành Phật, thành Bồ Tát, con cũng trung bộ cho chúng sanh như Phật A Di Đà, như Quan Âm Thế Chí gì đó. Niệm Bình con giỏi quá, con cố gắng niệm Phật tới gần nha. Thầy đức sức giác ngàn, con thấy thầy rồi con mừng lắm á. Con thấy thầy rồi con khóc hoài, con thấy thầy là con khóc à. Mỗi lần con thấy, hồi đó con chưa thầy chưa quy y cho con mà con thấy thầy là con khóc tha thiết luôn á. Con thấy thầy con mừng liền, con thấy thầy là con chạy tới liền. Thầy ơi con là vô danh nè, thầy suy y cho con có cái này á. Con vô danh hả? Thầy quy y cho con liền, con mừng lắm. A Di Đà Phật, con đội ơn thầy rất nhàn. Con đã tìm được minh sư rồi, con là Hương Linh Thai Nhi Trần Bùi Tâm Tịnh, pháp danh Diệu Âm. Tâm Tịnh, sư phụ rất nhàn quy y con lâu chưa? Dạ quy y lâu rồi. Lâu rồi là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Con hơn một năm nay rồi. Sư phụ rất nhàn đã quy y cho con một năm nay và con ở đây tu với mẹ đúng không? Con quyết chí vãng sanh chứ không lưu luyến điều gì đúng không? Dạ không, con không có oán hận cái gì nữa hết trơn. Con tối ngày xa xiết con niệm Phật, ăn dẫn sanh về trên phương cực lạc. Hằng ngày con niệm Phật hằng ngày, con cũng ngồi hướng chân những người mấy cô quỷ cụ này thì được A Di Đà được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc nữa. Lâm Tịnh, Liên Tịnh con giỏi quá ha. Dạ Phật, con thành tâm xin đội độ tạm trà công đức của đại đức Thích Giác Nhàn minh sư của con, tất cả cho tất cả chúng sanh và xuất sanh muôn loài ở đây nữa, thầy đổ tất cả chúng sanh về thầy á. A Di Đà Phật, con cảm ơn chú luôn á. Lâm Tịnh, Liên Tịnh con giỏi quá ha. Như vậy thì với cái sự nói chuyện của con hôm nay á, sẽ độ rất là nhiều người, không biết không? Vì rất là nhiều thai nhi bị chết oan, họ không có được siêu thoát, không có được nương theo pháp môn niệm Phật và không có được cái đạo tràng đại chúng như vậy. Họ đã cơ nhở lang thang bất vượng trên cành cây ngọn cỏ, họ không có biết tu hành thì họ rất là đáng thương. Như vậy con thấy xung quanh đây có nhiều hương linh không? Dạ nhiều lắm. Con trước là con sám hối tội lỗi của con nữa, nhiều rồi vô lượng kiếp nay. Rồi để cho mẹ con sám hối tội lỗi của mình mau được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc luôn. Con thấy xung quanh ở đây hương linh thai nhi và những hương hồn chưa được siêu thoát, đến đây họ ở chỗ nào con biết không? Tức là con thấy rất là nhiều người hương linh đây, họ nương trên cành cây, ở trong nhà địa tạng, rồi những khu vực khác. Còn bản thân của Liên Tịnh thì con nương vào người mẹ con rồi đúng không? Dạ. Ai là Phật, con xa xiết niệm Phật con về với Phật A Di Đà mà. Ai là Phật, 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 ai là Phật. A Di Đà Phật, hôm nay A Di Đà Phật, hôm nay con thành tâm xa xiết sám hối với Phật A Di Đà mười phương chư Phật, vì tất cả với đời với thầy Giác Nhàn này, đức tất Giác Nhàn minh sư của con A Di Đà Phật, những thầy gia hộ cho con mau được vãng sanh thiên cực lạc. Rồi con ra khỏi mẹ con nha. Rồi A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xin hỏi cô Huệ hay là tâm Liên Tịnh vậy? Cô Huệ hả? Cô Huệ nãy giờ đứa con mới nhập cô lần nữa đó. Như vậy đứa con nó nương vào xác của cô rất là nhiều, như vậy cô thấy khó chịu không? Dạ mệt lắm chưa. Nó nương vào xác cô, người nó nặng nề mệt mỏi lắm phải không ạ? Nó quậy, nó mà mình nó làm mình mệt, âm dương mà mệt. Nãy giờ Nhân Chánh nói với cô mà đứa con nó nhập vào ra 2-3 lần, Nhân Chánh không biết lúc nào là con, lúc nào là cô. Như vậy thì chứng tỏ rằng đứa con nó vẫn cần ở cô, nó nói rằng nó không có oán hận cô nữa và nó quyết chí niệm Phật vãng sanh. Nó nói rằng sư phụ Giác Nhàn là minh sư của nó và nó quyết chí niệm Phật như vậy. Vì vậy em bé thai nhi vậy rồi, nó không phải là oan gia của cô nữa rồi và nó cùng tu với cô đó. Vì cô hàng ngày cô niệm Phật, cô hãy hồi hướng cho em và chắc chắn rằng em bé thai nhi vậy rồi sẽ được vãng sanh cùng với cô ha. Rồi chúc cô sức khỏe và niệm Phật tinh tấn ạ. Rồi chào cô nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhận Chánh đang ngồi bên cạnh cô Diệu Linh. Cô này bị bệnh tai biến và cô có những điều chia sẻ về căn bệnh của mình. Bây giờ cô Diệu Linh ơi, cô hãy chia sẻ với mọi người về bệnh hoạn của cô nha. A Di Đà Phật. Bệnh hoạn tai biến này lâu chưa? 4 năm rồi ạ. 4 năm. 4 năm rồi. Như vậy thì hoàn cảnh của cô khi mà còn trẻ, đời sống cô như thế nào ạ? Tốt lắm, hoàn cảnh khá lắm. Không có đi làm, đi học, nhờ lấy chồng. Cuộc sống nó bình thường, êm ả, không có khổ. Dạ. Thì cô Linh nói rằng cuộc sống của cô khi trẻ nó không có cơ cực như mọi người. Cuộc sống nói chung là sung túc, thậm chí là giàu có. Nhưng chúng ta cũng thấy một điều rằng dù cho giàu có, giàu cho đẹp đẽ như thế nào thì bệnh hoạn nó không tha chúng ta. Cô Linh đây là một cái bằng chứng sống động của trước kia cũng có thể có sắc đẹp, có tiền tài. Bây giờ khi bệnh hoạn đến thì tất cả đều trở thành con số không. Và cô thấy rằng bệnh hoạn như vậy rất đau khổ. Như vậy cô Linh hỏi cô Linh nè, cô Linh có muốn vãng sanh nhiều không? Muốn chứ, hay là Phật muốn danh danh đi về vãng sanh. Đúng rồi, phải muốn vãng sanh ha. Vì tất cả đều là giả, không có gì là chắc thật bền lâu. Vì tiền tài, danh vọng nó chỉ là mây gió, trăng hoa, nó không có gì là chân thật. Như vậy cô Linh nói rất là hay.
Như vậy thì cô thấy cái mọi người ở đây chăm sóc như thế nào, cô nói cho mọi người biết ha. Ở đây mấy cô chú chăm sóc tốt lắm. Giờ vẫn cái gì lầy lộn hết, không có thiếu cái gì, chăm sóc chu lao. Mọi người chăm sóc rất là chu đáo, đầy đủ, không có thiếu gì hết. Như vậy chỉ thiếu một điều là cô chưa vãng sanh thôi, đúng không? Dạ. Như vậy cô phải vãng sanh để mà đền đáp công ơn của mấy cô, mấy chú rất là nhiệt tình chăm sóc như người thân của mình như vậy. Thì mong rằng cô Linh cố gắng niệm Phật. Hàng ngày cô Linh niệm Phật được mấy câu ạ? Có cây... mọi nhiều lắm. Cái máy bấm niệm Phật này, mỗi ngày cô bấm được bao nhiêu số? Mỗi ngày cô niệm được mười mấy, 20 ngàn câu Phật hiệu phải không? Như vậy cô niệm Phật cũng giỏi lắm đó chứ. Vậy thì cô hàng ngày ráng niệm Phật nhiều hơn nha. Hay là Phật. Bây giờ làm sao mới được đi về vãng sanh? Cô Linh hỏi một câu rất là dễ thương. Cô hỏi là bây giờ làm sao để được vãng sanh? Một câu hỏi nói rất là cảm động. Chứng tỏ là cô ấy vẫn muốn vãng sanh lắm rồi. Như vậy thì cô Linh nè, cô Linh nhớ trong lời kinh Phật đó, Phật nói rằng chỉ cần tin sâu, nguyện thiết và hành chuyên thì cô sẽ được vãng sanh. Như vậy cô có tin có cõi cực lạc không? Có. Cô có tha thiết muốn về không? Có. Cô niệm Phật được nhiều không? Chà, từ từ niệm nhiều hơn thêm. Đó, như vậy thì cô đã tính nguyện hạnh đầy đủ rồi đó. Cô có tin cực lạc nè, cô có nguyện tha thiết về nè, và cô hằng ngày niệm được mấy ngàn câu như vậy thì cô đã tính nguyện hạnh đó, mà chỉ thiếu một điều là tin chưa sâu, nguyện chưa thiết, hành chưa chuyên. Cô phải niệm Phật nhiều hơn nữa. Hay và tha thiết hơn nữa. Nha. Bây giờ Đức Phật A Di Đà đứng trên không trung đưa đài sen vàng đến, cô có chịu về không? Chịu. Chịu ly biệt, muốn ở thế gian này. Sao không muốn ở thế gian này nữa, vui lắm chứ? Muốn đi về mà. Thế gian không có vui đúng không? Đây chán phèo, đau khổ ha. Muốn về trên đó. Vì sao cô muốn về trên đó vậy? Ở thế gian này buồn lắm, cái gì cũng là giả, chồng con cái gì cũng là giả. Cô nói câu rất là hay, cô nói rằng thế gian này cái gì cũng là giả, chồng con cũng là giả. Cô Linh một trong những người đại diện cho những người trong cái giới thương gia, giàu có, sống một đời hạnh phúc hào hoa thời trẻ. Bây giờ tất cả trở thành mây khói, trăng hoa, không có gì là chân thật. Cô muốn vãng sanh sớm. Như vậy đây là một cái chí nguyện, là một cái bài học, tấm gương sáng cho tất cả mọi người niệm Phật như chúng ta noi theo. Như vậy chúc cô Linh tinh tấn niệm Phật và chắc chắn Phật sẽ vứt cô về tới cực lạc trong thời gian sớm ha. Hay là Phật. Rồi, cảm ơn cô. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bên cạnh những chánh là cô Nguyễn Thị Đãi. Cô có thể nói cho mọi người biết rằng cô bị bệnh gì ạ? Dạ, tiểu đường, trước tiên là tiểu đường, sau là tim mạch, rồi sau là thiểu mạo cơ tim. Dạ, rồi bây giờ nó trở qua là khối u đại tràng. Con đi bác sĩ mà bây giờ bác sĩ nói là bây giờ cái bệnh đó là chữa không được. Con mới đi qua địa của thầy, con mới xin về thầy, con tu được một năm, gần một năm. Rồi bây giờ con mới đi bệnh viện về qua như ba lần rồi mà không bớt, cứ vài ba ngày đau. Rồi con mới nói mấy cô là bên thường trụ thì xin cho con qua bên phòng hộ niệm của chủ hiệu. Chủ hiệu chủ nhận lời. Rồi con về đây để con cầu nguyện để cho con vãng sanh. Thì từ ngày con về đây thì con không có thấy đau đớn. Cô khi về ban hộ niệm ở đây niệm Phật xong cô thấy không đau đớn nữa. Rất là tốt. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70. Cô 70 tuổi rồi. Như vậy thì cô có mong muốn là hết bệnh hay vãng sanh ạ? Mong vãng sanh ngày đêm, cầu vãng sanh. Một ngày đêm con nguyện được 5.000 tiếng A Di Đà Phật. 5.000 câu A Di Đà Phật. Dạ. Vậy thì tốt quá. Dạ. Như vậy thì cái bệnh có hành hạ cô nhiều nữa không ạ? Ông im luôn, ăn được, ngủ được. Cô nói rằng từ khi cô bắt đầu niệm Phật rồi đó, cô bắt đầu ăn được, ăn được, ngủ được, và cái bệnh tiểu đường không còn hành hạ nhiều. Như vậy chứng tỏ rằng cái câu danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh có công năng chuyển hóa bệnh tật. Như vậy cô Đãi là một bằng chứng rất là xác thực để cho chúng ta tin rằng câu Phật hiệu rất là vi diệu, có thể chuyển hóa nghiệp. Nếu thọ mạng còn thì sẽ hết bệnh, nếu thọ mạng hết thì sẽ được vãng sanh. Như vậy thì chắc chắn cô muốn quyết chí vãng sanh chứ không có lưu luyến ta bà này đúng không? Chứ không, gọi tay bà này sống cũng khổ cực lắm rồi. Rất là tốt. Như vậy với chí nguyện tha thiết của cô, tin chắc rằng Đức Phật A Di Đà sẽ không bỏ cô. Chắc chắn rằng Phật sẽ rước cô về cực lạc trong thời gian ngắn nữa. Như vậy một lần nữa chúc cô sức khỏe và tu hành tinh tấn ha. A Di Đà Phật. Mọi người tuy có hoàn cảnh riêng, nhưng họ đều giống nhau ở chỗ là muốn vãng sanh về thế giới cực lạc, chứ không muốn hết bệnh. Điều này rất là chính xác theo đường lối của pháp môn niệm Phật. Quy luật sanh già bệnh chết quả thật là không ai tránh khỏi. Những người ở đây
đang trải qua giai đoạn bệnh khổ, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Như Kinh Vô Lượng Thọ có nói, sinh đã là khổ, già cũng khổ, bệnh càng khổ hơn, chết rất là đau khổ, hôi thối bất tịnh, không có gì vui. Nếu không có công phu đắc lực, thì ai cũng phải trải qua giai đoạn bệnh khổ này. Những bệnh nhân nằm trên giường bệnh, với ánh mắt u buồn, ngao ngán cho kiếp người đầy khổ lụy, bi thương, họ chỉ có hy vọng cuối cùng là sớm được về Tây Phương. Những người này, họ cũng từng có cuộc sống như chúng ta, cũng lo tìm chén cơm manh áo, cũng có niềm vui nỗi buồn. Bây giờ khi bệnh khổ sẽ đến, họ đành bất lực trước sự chi phối của định lực vô thường. Bao vẻ hào hoa không còn nữa, chỉ còn lại một xác thân khô kiệt, thấy mà buồn thương. Mỗi người chúng ta, khi trông thấy những hình ảnh này, nên lấy đó làm bài học sống động để cảnh tỉnh chính mình. Đây là những bức thư mà vua Diêm La đã gửi cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta sớm giác ngộ tu hành để khỏi uổng phí được sinh ra làm người. Nếu chúng ta không nỗ lực ngay bây giờ, thì khi lá tối hậu thư gửi đến, chúng ta sẽ trở tay không kịp. Lúc đó sẽ ôm lấy một nỗi niềm hối tiếc sâu xa. Khi sống, làm thay đi thịt chạy, khi thác rồi mục nát cùng cỏ cây. Thần thức theo nghiệp mà luân chuyển trong ba cõi sáu đường, chịu bao nỗi thống khổ vô biên vô tận. Khi người bệnh đến giai đoạn cuối, sẽ được đưa vào phòng hộ niệm, cách ly với bên ngoài. Họ không còn dùng thức ăn và thuốc men, chỉ có uống nước mà thôi. Nơi đây, ban hộ niệm trợ niệm liên tục 24/24 để giúp người bệnh sớm vãng sanh về cực lạc.